Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản proton, electron, neutron là 49. Trong đó số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện. Rồi ok. Rồi là phương trình các kiểu ông xác định điện tích rồi. Ở đây á, nguyên tử tổng số hạt cơ bản quá dễ, cứ nghe tổng số hạt cơ bản thì làm ơn auto 2B cộng N giùm thầy ha. Sẽ bằng 49. Đó là cái phương trình đầu. B là viết tắt proton, N là viết tắt của neutron ha. Kinh điển, trời kinh điển, cực kỳ kinh điển. Trong đó số hạt không mang điện bằng 53,125. Số hạt không mang điện, số hạt không mang điện thì quy ước là N. Đây là câu rất là basic, các bạn coi ở trang 8. Trang 8 tôi có ghi bài thông tin này, tôi trích trong tài liệu học tập của các nhóm này. N hạt không mang điện mở ngoặc trong nhân luôn là N. Luôn là vậy, khi nghe hạt không mang điện trong nguyên tử thì đề cập là neutron ha. Rồi hạt không mang điện trong nhân, rồi hạt không mang điện bằng, ghi rõ rất là rõ luôn. Trong đó số hạt không mang điện bằng, nó ghi nó nói là sao ghi vậy, bằng 53,125. 53,125 phần trăm số hạt mang điện. Lưu ý nha, 53,125% á, mà khi con ghi cái con số mà không ghi dấu phần trăm mà để bằng hiểu là chia 100%, chia 100. 53,125 chia 100 chính là 53,125%, phần trăm hay là chia 100 đấy. Rồi ok ha. Số hạt mang điện, số hạt mang điện ở đây thì mình biết rồi, số hạt mang điện ha, số hạt mang điện này sẽ là 2B. Rồi lưu ý nha, số hạt mang điện là 2B. Người ta ghi là số hạt mang điện không ghi chú gì thêm thì mình hiểu đó là 2B. Rồi tôi có ghi này, nguyên tử có tổng số hạt mang điện là B cộng E bằng 2B. Rồi. Bắt đầu giải cái phương trình này. Rồi vậy thôi ha. Giải hệ phương trình này. Rồi thì mình có ha, mình có cái phương trình thôi, bấm vào. Giải hệ mod. À, hệ phương trình đây. Rồi mình nhập cái con số vào. Nó ban đầu của chúng ta là 2, 1 và 49. 2 bằng 1 bằng 49 bằng. Rồi ok. Đó là phương trình đầu. Phương trình thứ hai thì chúng ta phải có một tí xíu biến đổi, thì biến đổi hơi chậm chậm xíu cho những bạn mà lấy được cái nền tảng này nha. Thì ở đây á, cái con chuyển qua cái phương trình thứ hai á. Rồi con chuyển qua ha. Thì lúc này mình có được là N. N. Cái số này thấy không? Nó đang nằm ở bên phải dấu bằng. Thì các bạn chuyển qua bên trái dấu bằng thì tất nhiên rồi. Thì ở đây nó đang làm toán cộng bình thường đúng không? Thì các bạn xin lỗi, khi các bạn chuyển vế bên trái thì các bạn phải chuyển qua dấu trừ. Người ta gọi là chuyển vế đổi dấu á. Ok ha. Dấu này sẽ là dấu trừ ha các con. 53,125 các bạn ghi trang số này lại. Chiên trăm nhân 2B. Lúc này bên phải cái dấu bằng á nó đâu còn như thế đâu. Dấu này số 0 tròn chỉnh. Dấu này khi các con nhập vô này thì lúc này các bạn thấy là gì? Hệ số của N không ghi chú gì hết thấy không? Chỉ nó sẽ là hệ số 1. Rồi hệ số của B á, các bạn thấy rõ không? Chính là con số này. Hệ số của B sẽ là trừ 53,125 chia 100 nhân 2, đó là hệ số của B. Và hệ số tự do không có gì hết chính là bằng 0. Rồi các con nhập bình thường thôi. Rồi đầu tiên thì theo đúng thứ tự trong hệ phương trình của chúng ta là phải nhập B trước. Do đó các bạn sẽ nhập này trước ha. Trừ 53,125 chia 100 nhân 2. Trừ 53,125 trừ 53,125. Trừ 53 trừ 53.125 nó chia 100 nhân 2. Dưới này chia 100 nè. Này là B trước, phải nhập B trước tại vì cái này quy ước rồi. Rồi ở kia thì là số 1, 1N đúng không? Neutron thì là 1, thì là 1N, dưới đây là số 1 nè. Không có gì, 1. Rồi phía này là hệ số tự do, phía sau bên phải mới có bằng đâu còn gì đâu, nó không. Mình chuyển qua bên trái với bằng này. Đây, B bằng 16, N bằng 17. Rất là rõ không? B bằng 16, N bằng 17. Cái này đi đi, tương ứng với đi đi. B bằng 16 17, 16, 17, 16, 17. Suy ra B bằng 16, N bằng 17. Rồi đề hỏi gì đây? Đề hỏi chúng ta là xác định điện tích hạt nhân. B bằng 16 chính là bằng số xác luôn các bạn, bằng số electron, cái electron luôn của nguyên tử này luôn ha. Vậy lúc này á, điện tích hạt nhân là bằng 16.
16 cộng, hay là nhiều tài liệu ghi là cộng 16 cũng là nó, nhưng mà các bạn phải ghi dấu cộng vào nha. Chính là bằng số hữu tổng luôn, là bằng 16 luôn. B chính là số hữu tổng còn gì nữa, là 16. Bằng số lẻ tròn luôn. Nè, đây nè, thấy không? Thôi nó dễ, bằng. Đây bằng 16 bằng Z bằng E, bằng số lẻ tròn bằng 16 luôn. Số nào tròn thì lại bằng 7. Các bạn thấy rõ không? Số nào tròn thì lại bằng 7 nha. Bởi số nó bằng 17 nha. Đây nè, dưới đây nè. Số nào tròn là N đấy. N bằng 17. Số nào tròn bằng 17. Và số khối, số khối thì bằng B cộng N. Số khối là A, A thì bằng B cộng N, bằng 16 cộng 17 là ra 33. Đúng không ạ? Số khối là 33. Rồi vậy thôi. Rồi còn gì đâu, hết rồi đó. Đề hỏi gì nữa hết trơn rồi. Rồi các bạn có gì không gõ bình luận bên dưới ha. Đây là con nền tảng.